hai phóng viên bị bảo vệ dân phố khống chế trong khi đang làm việc. Trong lúc đang lấy tin tại vụ cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, ngày 17 tháng 7, hai phóng viên là các ông Huy Phong thuộc báo Sài Gòn Giải Phóng và ông Ngọc Long thuộc báo Pháp Luật Việt Nam đã bị các bảo vệ dân phố cản trở, giật máy ảnh, dùng roi điện đe dọa, thậm chí khống chế giữ người. Mặc dù các phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo nhưng vẫn bị hăm dọa và không cho chụp hình lấy tin, thậm chí họ còn bị khống chế dẫn đi. Điều đáng nói là việc cưỡng chế là công khai nhưng không hiểu vì sao các phóng viên, báo chí lại bị cản trở làm việc. Đáng nói hơn nữa là sự việc trên xảy ra trước mặt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Thới, Công an phường, Cảnh sát 113 nhưng không ai can thiệp, mặc cho bảo vệ dân phố hung hăng, giật máy ảnh, bắt giữ các nhà báo.